Xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Sôi Phiếu Nhật Bãi. Chiếc bếp này vừa mới lên sóng buổi trưa thì đã được một bác khách hàng ở Yên Dũng, Bắc Giang chốt dinh ngay về cái không gian bếp nhà mình. Thì cái chiếc bếp này em đã bán rồi, tuy nhiên là nhà em còn rất là nhiều mẫu như thế này, nên là bác nào mà chưa chọn được bếp hoặc là ưng cái chiếc bếp này thì có thể liên hệ với em. Em sẽ test một cái con bếp khác để gửi đến các bác ạ. Chiếc bếp này thì có gì đặc biệt? Đầu tiên là hình thức bếp của nó thì rất là đẹp, bếp mặt men thì dễ vệ sinh và lau chùi, không bị oxy hóa theo thời gian và không bị chảy xước khi mà những cái vật nặng nó đè lên. Chiếc bếp này thì hai vùng nấu ở phía trên và một lò nướng ở phía dưới. Mình vừa có thể nấu bên trên được và vừa có thể nướng bên dưới được các bác ạ. Rất là tiện lợi trong cuộc sống bận rộn. Mình nấu canh này, mình nấu canh bên này, mình xào rán bên này và mình nướng một miếng thịt nhỏ bên này nữa. Cũng rất là tiện. Cuộc sống bận rộn thì chúng ta ai cũng lo cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, và những cái thiết bị sử dụng trong cuộc sống hàng ngày sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều để cuộc sống của chúng ta đỡ bộn bề lo toan hơn. Thì cái chiếc bếp Nhật sẽ sở hữu nhiều cái tính năng ưu việt để hỗ trợ các bác. Ví dụ như là mình nấu nước, mình nấu nước này, kho cá kho thịt hoặc là luộc ngô luộc khoai, không có cần phải trông vì cũng không lo cháy nồi, không lo cháy thức ăn ở bên trong. Bếp Nhật thì sẽ có những cái tính năng an toàn, đấy là mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, nước trào tắt lửa khóa ga, cạn nồi tắt lửa khóa ga, gió thổi tắt lửa cũng sẽ khóa ga luôn. Rất là tiện lợi với chị em phụ nữ sau sinh, người già hay quên, hoặc là bản thân em khi mà trông hai con nhỏ thì không phải lúc nào cũng rảnh tay để lúc nào cũng nhìn được bếp, thì em khi mà em kho cá em cũng không cần phải sợ là cháy nồi cháy xém, vì hết cạn nước thì bếp sẽ tự động tắt lửa, và tắt lửa xong thì sẽ khóa ga, không có lo cháy nổ, cũng không có lo cháy nồi cháy thức ăn ở bên trong. Đây là thành vách bên trái của chiếc bếp mà em muốn giới thiệu với các bác. Thành vách bên phải ạ. Chiếc bếp này hình thức còn rất là mới, còn rất là sáng. Họng của nó đây ạ, tâm cảm biến chạm đáy nồi này. Họng của nó thì sẽ là bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Tâm cảm biến chạm đáy nồi, kim đánh lửa, thủy ngân chống trào. Nước trào ra thì bếp sẽ tự động tắt lửa nhờ cái cảm biến thủy ngân này ạ. Kiềng của nó thì cũng là kiềng bằng hợp kim thép chắc chắn nhá. Hợp kim thép này thì sẽ chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Ở phía trên của bếp thì sẽ có một cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Mặt bếp thì rất là sáng, cực kỳ đẹp luôn. Điểm nhấn của cái dòng bếp này thì đúng là chính là cái chiếc mặt, cái mặt men siêu đẹp. Cái phần nước sơn của nó còn rất là sáng. Cái phần lớp phủ bóng này cũng cực kỳ đẹp luôn, thì giúp cho không gian bếp của chúng ta trở nên sang trọng và cái màu nền nó nền nã. Phía trên màu, cái mặt bếp phía trên thì sẽ là màu đen, còn phía dưới nó sẽ là màu nâu cà phê. Lò nướng một tầng lửa thì rộng rãi, không có lo là không có độ diện tích. Mình vừa có thể nướng ở khay nướng này cũng được, mà vừa có thể nướng trên tấm hình ốc này cũng được nhá. Khi mà các bác nướng thì có thể cho một ít nước xuống dưới, thì lúc mà mình nướng xong thì mình rửa nó nhanh hơn, nó dễ dàng hơn các bác ạ. Đó, chiếc bếp Zinai. Ngay bây giờ em test một số tính năng của bếp để các bác trải nghiệm. Bếp bên trái đã. Bếp bên trái thì em test tính năng nước cạn tắt lửa khóa ga. Em bật chức năng của bếp lên, hình ngọn lửa lên rất là xanh. Ngọn lửa lên rất là xanh các bác nhé. Đây. Ngọn lửa lên cực kỳ xanh luôn. Bếp bên phải thì em test tính năng gió thổi tắt lửa khóa ga, như một bông hoa xanh luôn. Đây, em cho nhỏ lửa một chút. Đối với tính năng gió thổi thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga. Còn nước cạn thì sẽ tắt lửa khóa ga luôn. Nước trào thì các bác có thể trải nghiệm khi mà mình mua bếp về sử dụng ạ. Bếp thì nhà em đã bắn lưới chống chuột phía dưới này và phần phía sau rồi. Đây. Màu xanh xanh đây ạ, là lưới chống chuột đấy ạ. Thì bác nào mà dùng bếp cũng không có lo con gì nó chui giúp nó làm tổ ở bên trong các bác ạ. Con này là một chiếc mignon, sẽ có kích thước bếp là 38 và chiều rộng là 38 và chiều dài là 58. Kích thước cao sẽ khoảng tầm 17-18 phân vì có thêm một cái chiếc lò nướng ở phía dưới. Công tắc bật mở sẽ là công tắc núm vặn. Đó, hai bếp thì đã tắt lửa này. Tắt lửa xong sẽ khóa ga luôn. Rất là tiện lợi. Em test xem là còn ga hay không này. Đó, tắt lửa thì sẽ khóa ga luôn. Rất là tiện lợi các bác nhé. Cực kỳ tiện lợi. Chiếc bếp này em bán với giá là 2,2 triệu đồng bao ship.
bao ship và bảo hành bếp là 12 tháng, đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng. Mình mà ưng những cái dòng bếp như thế này thì liên hệ với em các bác nhé. Nhà em thì về rất là nhiều mẫu bếp, đa dạng về mẫu mã, số lượng cũng như là hình thức bếp, chức năng cũng có, cơ bản cũng có. Nên là các bác nào mà chưa chọn được bếp thì liên hệ với em. Em sẽ tư vấn và chọn cho các bác những cái mẫu phù hợp với nhu cầu sử dụng, với kinh phí của gia đình ạ. Cuối video thì em xin các bác một đăng ký kênh, một lượt thích ạ. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo ạ.